Thưa anh chị em, còn một phần nhỏ nữa chúng ta không thể không nói đến khi bàn đến vai trò của Đức Maria trong đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đó là chúng ta sẽ nói đến việc dâng mình cho Đức Mẹ. Dâng mình cho Đức Mẹ phải được hiểu như thế nào? Trước khi bàn đến việc dâng mình cho Đức Mẹ, tôi hỏi các bạn xem là các bạn có quen với kiểu nói bán con cho ông Thánh không? Ở tại nhà thờ Đăng Minh Ba Chuông này, lâu lâu tôi cũng được tiếp đón một số anh chị em. Họ đến để chuộc con của mình. Thưa cha, con trước đây con bán con cho ông Thánh Martin. Thế bây giờ cuộc sống của con Chúa thương cũng bình an, con cái đã trưởng thành và ngày mai là nó lấy vợ rồi thưa cha. Thì con vào con mua lại, con chuộc lại thì thưa cha trả bao nhiêu? Và trả thế nào? Bảo năm nay mà lấy vợ được rồi thì trả nhiều tiền đấy. Thôi thì trả cho ông Thánh mỗi năm 30 triệu. Năm nay con chị bao nhiêu? Bảo là năm nay nó 24 thì nhân cho 30. Cứ thế mà trả. Bây giờ Giê-xu thích thì nhiều lắm, làm sao con trả được? Người ta quan niệm đạo đức nhưng mà cũng có phần hơi chợ búa. Hiểu thế nào là bán con cho ông Thánh? Thường mà những đứa con chẳng hạn sinh ra khó nuôi chẳng hạn, hay là bệnh tật, đèo đọt thì bán cho ông Thánh Martin, bán cho ông Thánh Vinh Sơn. Dĩ nhiên là cũng phải lựa ông Thánh mà bán. Đây, ông Thánh nào mà phải có... hay làm phép lạ cơ. Tôi chưa thấy ai bán con trong Thánh Đăng Minh. Thánh Tổ Phụ chúng tôi mà Ngài lại không giữ trẻ, không làm nghề giữ trẻ. Hiểu như vậy nghĩa là gì? Ký thác con cái của mình hay bản thân mình để các thánh chăm sóc, lắng lo. Đấy là một thái độ chân thành của đời sống đức tin mà chúng ta thấy anh chị em chúng ta vẫn thực hành như thế trong cuộc sống của mình. Thế bây giờ phải hỏi bán cho Đức Mẹ hay là dâng mình cho Đức Mẹ hiểu thế nào? Thực ra nó có cả một lịch sử dài mà ở đây ta có thể tạm chia ra những giai đoạn và hiểu một cách rất là căn bản. Từ vào thời giáo phụ chẳng hạn thì trong bài giảng của một số vị giáo phụ, các ngài đã nhắc đến Đức Maria như là một mẫu gương tuyệt hảo của đời sống thánh hiến và mời gọi các trinh nữ hãy rập khuân cuộc đời của mình theo mẫu gương của Đức Mẹ và hãy nương náu nơi Mẹ để Mẹ chăm sóc, giữ gìn, che chở. Chúng ta thấy đấy là một cái hình thức gửi gắm, một hình thức học hỏi, noi gương Mẹ để sống, và đặc biệt đời sống thánh hiến của mình. Hay là vào đến thế kỷ thứ 7, thứ 8, thì người ta thấy chẳng hạn như là ở Tây Ban Nha đó, thì vị giám mục của Toledo đã dùng công thức đầy tớ của nữ tỷ Thiên Chúa trong một cái kinh bản hướng về Đức Maria, muốn tôn vinh Mẹ như là bà chủ của mình. Mình trở thành người đầy tớ để phục vụ trong khiêm cung. Và dĩ nhiên khi phục vụ như vậy thì tin tưởng đón nhận được sự chở che của Mẹ. Hay là Thánh Gioan Damasceno thì dùng công thức dâng hiến tinh thần, linh hồn, thể xác và toàn thân cho Mẹ. Không phải là dâng một phần đâu, mà là dâng toàn bộ. Chúng ta biết Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chọn cái châm ngôn đời sống mục vụ của Ngài đó là gì? Totus, nghĩa là gì? Dịch một cách nôm na, toàn thân con thuộc về Mẹ. Như vậy dâng hiến hiểu thế nào đây? Ở thời đầu thế kỷ thứ 5, thứ 6, thứ 7 hiểu như chúng ta vừa nói, học hỏi nơi Mẹ rồi chạy đến với Mẹ xin Mẹ chở che cho mình. Và sang đến thời Trung Cổ thì chúng ta thấy đặc biệt ở Âu Châu thời này là thời của chế độ gọi là vương hầu phong kiến, có cái sự bảo hộ, bảo trợ, che chở những cái người gọi là bé nhỏ thì thường cần đến cái sự chở che
của những người quyền thế. Có lẽ chẳng phải thời phong kiến không đâu mà thời nào cũng vậy. Ngay cả ngày hôm nay xã hội đen cũng vậy thôi. Các anh các ké thì phải cung phụng kỳ đà. Anh nào là kỳ đà thì lại cung phụng các anh nó to hơn là cá sấu. À, để được các anh ấy chở che. À, có chuyện gì kêu đại ca. À, đại ca ra giúp cho. Có lẽ cái đời sống nó như vậy. Nó cũng tạo ra một cái tương quan xã hội, một cách thức. Hay là chúng ta thấy ngay cả trong đời sống chính trị cũng thế thôi. À, đôi khi các nước nhược tiểu thì lại phải cần các nước đàn anh ra tay đỡ đòn, che chở. Đấy cũng là điều chúng ta dễ hiểu trong cái nhìn ở góc độ xã hội trần thế. Và cái nhìn đó, cung cách đó, nó cũng ảnh hưởng trong cách diễn tả đức tin. Trong cách diễn tả đức tin. À, người ta học hỏi cái cách thức như vậy, rồi cũng chạy đến tìm nương ẩn nơi mẹ, xin được làm con sen đầy tớ để phục vụ. À, phục vụ ở đây hiểu theo nghĩa là sống đời sống đức tin, yêu mến, tín thác và nhờ mẹ chở che, nâng đỡ. Hiểu cách nào? Thưa, ta có thể hiểu như là một sự gửi gắm cho mẹ, ký thác cho mẹ, để mẹ chăm sóc, để mẹ giữ gìn. Giống như là câu chuyện tôi đã kể, Thánh Đa Minh thấy được con cái của mình ẩn náu dưới áo choàng của mẹ. Đấy là một thái độ diễn tả tình yêu, diễn tả niềm tin, sự xác tín. Mẹ luôn luôn chăm sóc con cái của mẹ. Đó, gửi gắm, tín thác. Và chúng ta thấy được rằng sau thời Trung Cổ đó, đến thời cận đại thì khá nhiều những cái hiệp hội được lập ra. Và chẳng hạn như chúng ta thấy là hiệp hội do các cha dòng tên từ thế kỷ thứ 16 đã lập ra, và muốn gia nhập vào hội như vậy thì tận hiến toàn thân cho mẹ. Tận hiến toàn thân cho mẹ. Ở đây ta thấy cái chữ tận hiến. À, tận hiến. Sau này, đặc biệt với giáo huấn của Vatican II, thì các nhà thần học không muốn dùng cái chữ tận hiến như thế cho bất kỳ ai ngoại trừ Thiên Chúa. Chúng ta trước hết phải nhìn nhận Thiên Chúa là chủ tể của mình. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, bất chấp chúng ta trong hoàn cảnh nào và chúng ta ra sao. Và nhất là khi chúng ta đón nhận bí tích rửa tội thì chúng ta đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Cho nên không dùng cái chữ thánh hiến ấy dành cho Đức Trinh Nữ Maria hay cho bất kỳ ai, mà chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi. À, từ cái hướng dẫn đó của thần học, cho nên người ta sẽ không dùng cái chữ thánh hiến hay tận hiến ấy dành cho Đức Mẹ nữa, mà những từ ngữ có sự luân chuyển. Thay vì nói thánh hiến cho mẹ thì nói diễn tả một cách khác: chúng ta sống tâm tình con thảo đối với mẹ. Nghĩa là nhờ mẹ, gửi gắm cho mẹ, và xin mẹ chở che, nâng đỡ trong hành trình cuộc sống, thay vì nói tận hiến hay thánh hiến. Bởi vì từ ngữ này dành cho Thiên Chúa mới phù hợp. Và chẳng hạn như là Thánh Louis Montfort, thì Ngài nhắc nhở việc tận hiến hay thánh hiến hay dâng mình thực ra là tâm tình con thảo. Và đừng quên rằng khi sống cái tình thân với mẹ như thế thì chúng ta được mời gọi để canh tân cái mối tương quan của chúng ta trong giao ước của bí tích rửa tội. Nghĩa là qua bí tích rửa tội chúng ta đã là những con cái thuộc về Thiên Chúa. Và nhờ sống tâm tình con thảo với mẹ thì chúng ta càng làm cho cái giao ước ấy trở nên mới mẻ và sống động hơn. Càng yêu mến mẹ, càng sống tâm tình con thảo thì càng phải biết ý thức và sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa trong giao ước thánh hiến. Thánh hiến ở đây trước hết trong bí tích rửa tội, và nhất là những người được thánh hiến qua lời khấn dòng trở thành những môn đệ, thì cũng chính việc sống tâm tình con thảo với Đức Maria, mối tương quan của con người với Thiên Chúa lại trở nên
mới mẻ, tốt đẹp và sống động hơn. Cái nhìn này giúp chúng ta phân định ở khía cạnh thần học, việc thánh hiến dành cho Thiên Chúa. Và từ đó các hiệp hội thánh mẫu không dùng chữ thánh hiến dành cho Đức Trinh Nữ Maria nữa, nhưng thay thế vào đó sống tâm tình con thảo. Đây là những từ ngữ mà chúng ta bắt gặp nhiều trong các giáo huấn đặc biệt của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và trong các hình thức để thể hiện tình con thảo, việc dâng mình cho Đức Mẹ thì bao gồm cả những việc chúng ta thấy giáo hội đã thực hiện, đó là dâng hiến một giáo xứ, một giáo phận, một quốc gia, hay là hội thánh, hoặc bao trùm hơn nữa, dâng hiến cả nhân loại cho Đức Maria. Thì chúng ta thấy khi Đức Mẹ hiện ra 101 năm trước tại Fatima Bồ Đào Nha 1917, thì Đức Mẹ nói với trẻ Lucia là: xin hãy dâng hiến nước Nga cho trái tim vẹn sạch của mẹ, để nhân loại được bình an trong một thời gian. Và gần chúng ta hơn cả, chúng ta biết trong khi cử hành biến cố 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta đã làm một điều diễn tả lòng con thảo. Ngài nói với lại giáo hội Bồ Đào Nha đó là: xin chuyển bức tượng Đức Mẹ, bức tượng gốc đó, tạc bằng gỗ cây sồi, mà là chính cây sồi năm xưa Đức Mẹ hiện ra đó. Bức tượng đó ngày hôm nay rất là quý, người ta phải giữ, và nó là nhỏ thôi, không có lớn. Bức tượng hiện nay tại Fatima là một bức tượng khác, lớn hơn, cũng tạc bằng gỗ sồi, nhưng không phải chính cái cây sồi của Đức Mẹ hiện ra. Và ngay cả cái cây sồi lớn ngày hôm nay là cái cây sồi mà người ta trồng lại. Còn trước đây do hoàn cảnh, do người ta muốn phá, người ta không có chấp nhận chuyện Đức Mẹ hiện ra vân vân, thì cái cây sồi đó nó bị cưa sát gốc rồi, đào gốc đi rồi. Giờ người ta trồng cái cây sồi mới. Thế thì cái bức tượng gốc đó đó, Đức Giáo Hoàng bảo đem sang Roma, đưa qua đây. Và Đức Mẹ Thánh Du từ Fatima Bồ Đào Nha sang Tòa Thánh, và Đức Giáo Hoàng đã dâng hiến thế giới cho Đức Mẹ. Đấy là cái việc làm mà chúng ta thấy giáo hội vẫn thực hiện, như diễn tả sự tín thác, sự gửi gắm, như diễn tả tâm tình con thảo. Chắc chắn Đức Maria là mẹ, và người mẹ thì luôn luôn chăm sóc, yêu thương con cái của mình. Mẹ luôn luôn biết được chúng ta cần gì, và mẹ luôn là đấng cầu bầu cùng Thiên Chúa một cách rất đắc lực để những ơn lành hồn xác cho mỗi cá nhân và cho toàn thể nhân loại luôn được Thiên Chúa ban một cách dư đầy. Như vậy, khi chúng ta nói đến việc dâng hiến cho mẹ, hay nói đến gọi là tận hiến cho mẹ, chúng ta hiểu ở đây đó là diễn tả tâm tình con thảo của chúng ta dành cho mẹ của mình. Và chắc chắn tâm tình con thảo đó sẽ được mẹ rất vui đón nhận, và xin Chúa chúc lành cho con cái của mẹ. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Cảm ơn các bạn.